về cấu trúc xe cứu hỏa và lắp ráp xe nhé. Khung gầm bao gồm bánh xe, hệ thống lò xo và phanh. Hãy cùng lắp vào xe nào. Cần có các bánh xe giúp xe chuyển động trên đường. Hệ thống giảm sốc giúp cho xe không bị lắc và phanh được dùng để dừng xe. Đây là động cơ, hãy lắp đặt nó nào. Động cơ xoay bánh xe để xe có thể di chuyển. Giờ hãy lắp đặt pin. Pin giúp bạn khởi động xe và cung cấp năng lượng cho đèn, bộ điều khiển và các hệ thống khác. Giờ hãy lắp bình xăng. Cabin là một bộ phận chính của xe. Tài xế xe sẽ ngồi trong cabin, lắp đèn pha. Đèn chiếu sáng con đường khi trời tối. Ngoài ra còn có đèn đặc biệt hiển thị hướng rẽ của xe. Khi ta bật đèn, các tài xế khác có thể nhìn thấy xe của ta lúc trời tối. Đây là đèn giấy, nhưng tên chính xác của nó là đèn khẩn cấp. Hãy cùng lắp vào xe nào. Đèn khẩn cấp thu hút sự chú ý và cho những tài xế khác biết rằng họ cần nhìn đường cho xe có đèn khẩn cấp. Và giờ ta cần lắp máy bơm chữa cháy. Bơm chữa cháy vận chuyển nước từ bể chứa đến vòi rồng của xe cứu hỏa. Đây là bình nước, hãy lắp bình vào đúng chỗ. Bình nước được dùng để chở nước trên xe cứu hỏa. Và giờ ta cần lắp thân xe. Bộ phận bên ngoài của xe được gắn vào khung. Hãy lắp đặt các thiết bị chữa cháy. Các thiết bị chữa cháy là một bộ công cụ đặc biệt dùng để chữa cháy. Đây là vòi phun nước, hãy lắp đặt nó. Đây là thiết bị dùng để dẫn nước vào ngọn lửa cần dập. Bây giờ chúng ta cần lắp đặt máy tuốt lúa.
riêng của xe. Tài xế xe sẽ ngồi